Các bạn thân mến, bài học của hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần à, câu và những cái từ thông dụng của tiếng Trung. Hôm nay chúng ta vào câu thứ 76 trong số 101 câu thông dụng tiếng Trung. Câu này có nghĩa là à, Còn gì nữa không? Chúng ta đọc Hái, yỏ pía mà. Hai Bia tờ mà. câu này khi mà chúng ta đang nói chuyện về một cái vấn đề gì đó uh, ví dụ như là một người bán hàng người ta bán cho một người khách uh, và người khách đã chọn uh, uh, một số các sản phẩm rồi và người chủ cửa hàng có thể hỏi hãy eo ma hoặc ví dụ trong một cuộc đàm phán uh, nói chuyện với người chủ uh, thương lượng về một cái vấn đề gì đó và khi đã hoàn thành xong một cái vấn đề thì người ta có thể hỏi tiếp là có cần gì nữa không tiếp tục câu thứ 77 ý tình yêu xảo xin ở đây câu này có nghĩa là phải cẩn thận hoặc là nhất định phải cẩn thận. Chữ ý tiện là từ nhấn mạnh. Có nghĩa là phải hoặc là chắc chắn hoặc là phải nhất định. Yào là cần lên. Xẻo xin có nghĩa là cẩn thận để ý hơn. Chúng ta đọc lại ý tình yêu xào xin ý tình yêu xào xin tiếp tục chúng ta sang câu thứ bảy mươi tám bằng cửa mắng hào ma bằng cửa mắng hào ma Câu này có nghĩa là giúp mà tôi một việc được không hoặc là giúp một tay được không? Pang cơm máng ở đây có nghĩa là giúp một tay hoặc là gì? Pang của ý xã giúp tôi một tay. Ở đây chúng ta không nói là một tay là y cơ sầu mà chúng ta phải nói là pang y Pang ủa ý xa có nghĩa là giúp tôi một tay hoặc giúp tôi một chút hảo ma có được không chữ pang cơ máng này nó có thể dùng chung cho tất cả mọi người từ già đến trẻ à, ví dụ à, hỏi một ai đó là pang cơ máng hảo ma chúng ta đi đường chúng ta đang à, à, sách một cái gì đó nặng chẳng hạn à, cần một người, người giúp đỡ là Uh, sách giúp một cái gì đó hay là cầm một cái gì đó cho mình thì có thể nói là cơ máng hảo ma hoặc là nói uh, đủ đầy đủ uh, ví dụ chúng ta nói là thai thai hay là sen sơn cơ máng hảo ma thưa ông hay thưa bà có thể giúp một tay được không tiếp tục chúng ta có từ 7, câu thứ 79 mươi chín sen sơn Tùy chỉ à, xin lỗi ông ở đây đáng nhẽ như người Việt Nam cái văn hóa người Việt Nam chúng ta động từ xin lỗi trước rồi chúng ta bắt đầu với uh, nói cái uh, tên của người ta ra đúng không xin lỗi ông hay xin lỗi bà nhưng ở đây thì người ta lại trong văn hóa Trung Quốc thì người ta lại phải gọi cái uh, đại từ nhân sinh ra trước rồi bắt đầu người ta với xin lỗi ví dụ sân tôiú <bù> chỉ hay là thai thai tôi vui chỉ aung à tôiú ama tôiú chỉ, à mà, chỉ. À, xin lỗi ông xin lỗi ngài xin lỗi bà à, xin lỗi cụ cụ ông cụ bà đấy, là Ama đấy chúng ta đọc lại một lần nữa này xem sân tôi pủ <bù> chỉ à, xin lỗi ông hoặc là xin lỗi ngài Tiếp tục, chúng ta có câu thứ 80. Pang pang ủa có nghĩa là giúp tôi một tay. Câu này cũng có nghĩa là pang ý xạ, nó cũng giống như thế. Chứ ở đây từ pang pang có nghĩa là làm cho nhấn mạnh là giúp đỡ hay là giúp ai đó một tay, một việc gì đó. Nhờ thường thường cái câu nhấn, uh, câu náy lại thế này, này nó có mang tính chất là cho cái câu nó mang tính chất mềm mại hơn, uh, uyển chuyển hơn. Tiếp tục, câu thứ 81. Trần mở giang. Trẩn mở giang có nghĩa là thế nào, công việc thế nào, sự việc thế nào, hoặc là như thế nào, ra sao. Chúng ta đều có thể dùng từ chẩn mời giang ở đây phát âm thì có thể à, người Trung Quốc đại lục phát âm khác với đại người Đài Loan thường thường cái người Đài Loan người ta đọc nó nhẹ hơn chẩm mời, yang", mời yang". À, người Bắc Kinh người ta phát âm theo đúng ở Bắc Kinh là chẩn mời giang mời yang. tiếp tục chúng ta sang câu thứ 82. mươi Ủa mấy hiểu thấu suy? Ở đây câu này có nghĩa là tôi không biết hoặc là tôi không rõ manh mối. Câu này uh, có cái từ thấu suy. Ở đây có nghĩa là manh mối hay là đầu mối hay là uh, cái uh, vấn đề mà người ta biết được uh, cái uh, sự việc. Thì người ta có thể nói từ thấu suy Ủa mấy thấu suy Tôi không biết hoặc là tôi không rõ. Tôi không uh, uh, rõ manh mối. Tiếp tục câu thứ 83. Ủa chùa tào lợ? Ủa chùa tào lợ? Câu này có nghĩa là tôi đã làm được rồi tức là tôi đã đạt được tôi đã làm một cái gì đó đã được thành công đã đạt được kết quả thì chúng ta nói là chua tạo đây cái chữ tạo này có nghĩa là bổ ngữ chữ kết quả đã làm được cái gì đó làm tới được cái gì đó rồi đạt được một cái thành thành tích gì đó rồi ủa chua tao lạ ví dụ ông chủ ông ấy giao cho mình một cái công việc là sơn một căn nhà chẳng hạn hay là uh, dọn một uh, căn nhà chẳng hạn mà chúng ta đã làm xong chúng ta đã hoàn thành một cách xuất sắc thì chúng ta có thể nói là ủa chua tao lợ hoặc là uh, chúng ta làm một cái cái việc gì đó ở trong uh, văn phòng mà lãnh đạo của người ta đã giao cho chúng ta làm xong thì chúng ta có thể nói là ủa chua tao lợ Ví dụ chúng ta nói lão bản của chua tao lạ à, Xen sân của chua tao lạ Thưa ông Hoặc là ông chủ tôi đã làm xong Tiếp tục Câu thứ 84 Ủa bù sảng thiên Câu này có nghĩa là tôi không muốn nghe Hoặc là tôi không muốn nghe nữa ở đây cứ từ sẻng có nghĩa là muốn hoặc nghĩ à, nó có hai nghĩa ví dụ khi mà nó đặt trước một động từ gì đó có nghĩa là muốn thế còn ví dụ ùa sáng nỉ có nghĩa là anh nhớ em hoặc là em nhớ anh hoặc là ùa sáng hải sự à, tôi nhớ con thì chúng ta không có cái động từ đằng sau chữ xiang này. Thiên có nghĩa là nghe Wǒ bù xiǎng thiên. Tiếp tục câu ok 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 bù ok có nghĩa là tôi không hiểu. Bù ok có nghĩa là không hiểu. Chúng ta đọc lại. bù bù Chúng ta đọc lại câu bên trên này. Ồ bù xẻng thiên. Ồ bù xẻng thiên. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.